À, có một cái nguồn tin mà chắc chắn là xác thực rồi. Mình đã gọi là dành cả ngày trời để lục lọi, lật tung cái truy kích Mobi Trung Quốc lên, nhưng mà không thấy dám bóng dáng đền cổ đâu anh em ạ. Vậy đồng nghĩa với việc là chúng ta phải nói lời tạm biệt đền cổ mãi mãi rồi. Nếu bản Trung Quốc còn không có anh em ơi thì làm gì còn cơ hội nào cho chúng ta. Ê ê, qua đây đây. Đúng quá anh, chạy đây chạy đây. Nhìn xếp hàng, xếp hàng, xếp hàng. Hôm qua anh em chê mình gà. Anh Linh không biết chơi cận chiến. Đây đây đây. Ôi, không chết kìa. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, cận chiến đầu tiên. Chạy đâu em ơi. À. Đây rồi, có đạn rồi. À, chú lợi băng giá. Trời ơi, em nói gì đi. Mình mất hết thanh rồi em ơi. Mình phải chạy thôi. À, có con về mới em ạ. Chết ngay, đây này, con về mới này anh em này. Đó, em muốn mình cận chiến nó không? Mày. Ui. À, con đi đâu nhỏ. Đây em ơi, đây 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 đây. Nó đây, chính nó đấy. Uầy, chị ấy bây giờ chuyển sang tóc màu hơi xám xám và nhìn có vẻ là da trắng hơn đấy các bạn. Chắc là chơi kem trộn hơi nhiều. Chạy đâu, ok ok. Ok, mình sẽ cố gắng các bạn. Bằng mọi giá cái clip này mình phải đi cận chiến bằng được cái con zom. Con vếu. Vếu hàng xịn à. Vếu hàng hiệu, vếu hàng hiệu. Nó vẫn có khả năng tăng hình em nhé. Thứ nhất là anh em phải có đủ tiền xong rồi nâng cấp cái đủ kim cương ấy. Ôi này. Anh em phải có kim cương nhá. Cái kim cương em đừng mua linh tinh, một là chỉ mua giáp mũ này, gỡ C4 này, xong rồi huyết thanh thôi. Đây đây đây, nó đấy. Mày đây, mày đây, con vếu này đâu rồi? Tao chỉ cần cận chiến mày thôi. Ui, mộng, ui. Vừa bảo đít căng thế thì nó thoát luôn đấy các bạn. Được nha, được nha. Con vếu đấy nó, một là nó, không, mình không biết là nó có phải, à đâu. Khi mà anh em tiến hóa nó lên thì nó sẽ có, hình như là mình nhớ là có khả năng đặc biệt hơn. Chúng ta sẽ có khả năng tàng hình mà khó nhìn hơn thì phải. Theo mình nghiên ngày trước mình nghiên cứu ở bên bản máy tính, không biết ở bên Mobi thế nào. Ui, được thực sự ạ. Ơ đấy. Ôi thôi xong rồi, không kịp ơi. À còn một cái nữa là tuy là đền cổ mất nhưng mà mình lại có một cái tin vui dành cho riêng kênh Nguyễn Linh và dành cho anh em nào mà muốn quan tâm mà ủng hộ và phát triển kênh. Đó chính là khi anh em nhìn cái nút mà gần chữ đăng ký ấy, nút subscriber ấy, đấy thì em sẽ có một cái nút tham gia. Đấy, trong những cái buổi livestream mình sẽ có, nói chung là nó sẽ có là khá nhìn, nó gần như là một cái hình thức mà anh em donate mình, ủng hộ mình. Nhưng mà anh em sẽ có nhiều đặc quyền hơn, đó. Khi mà, khi nhỉ, ví dụ như là anh em sẽ được gọi là ad fan này. Ăn, nói chung là nó ghi là ad mạng xã hội ấy. Về cơ bản thì mình một cái, đề ghi ra một cái mức giá. Thì mỗi một tháng anh em chỉ mất khoảng 10.000 thôi. Đó, thì anh em sẽ được là chat xong một cái kênh chat rất là, nếu mà anh em không phải hội viên, nói chung là cái đấy như kiểu là một cái hội viên đúng không? Khi anh em mà trong hội viên nhóm mình ấy thì anh em sẽ gọi như là chat, nó sẽ gọi là nổi bật hơn so với những anh em khác. Đó, xong rồi được xem video trước, xem những cái dự án trước của mình, xem những cái chương trình đặc biệt riêng. Đó, kỳ rất là. Và đặc biệt là được chơi cùng mình. Đó, xong những buổi livestream chơi cùng mình, tham gia nói chuyện cùng mình. Đấy, nhưng mà cái này mình cảm giác bình thường. Cơ bản là anh em ủng hộ mình là chính thôi. Chứ còn mấy cái đấy thì bình thường thì mình vẫn add friend anh em mà. Bình thường mình vẫn gọi là cho anh em chơi cùng thì có gì đâu. Mình còn lập phòng cho anh em chơi. Đó, đó. Cuối cùng cái cơ bản là nó sẽ giúp mình gọi là trang trải một chút và tích tiền để mua những cái tựa game anh em mới thích. Ui rồi ôi, mẹ bị lag à. Ăn cướp rồi anh em ơi. Mày cào tao này. Với cả một cái điều nữa là ban ngày thì chơi rất là ok nhá. Ban ngày thì chơi không lắc rắc lắm gì đâu. Nhưng mà về buổi tối nó sẽ phát sinh ra một vấn đề là ping nó sẽ lên khoảng gần 100 và nó nhảy khá là cao. Nó cứ nhảy. Nên là nhiều khi nó anh em như kiểu lag ngu người như quả đấy. Hả? Nhưng mà mình thấy là cái tính năng hội viên đấy thì anh em phải có thẻ visa hay thẻ gì ấy. Đấy mình còn chưa có cơ.
Thôi thà anh em donate ủng hộ tôi cho nhanh. Hừ. Có phí lấy cóc rồi nhỉ. Ngon cá. Huyết thanh thì anh em mua bằng ấy mà. Huyết thanh thì anh em mua bằng kim cương ấy. Nên là ai cũng có thể mua cả. Chả phải nạp. Thật sự cái game này mình cũng không biết là bản quốc tế nó cũng vẫn còn đâu. Nhưng mà anh em yên tâm là chơi Trung Quốc kiểu gì nó cũng lợi hơn. À không kịp. Ê có chú quỷ. Các chú quỷ hay gọi nó con chú quỷ mới chứ còn là nữ hoàng à. Nữ hoàng bóng đêm này. Thôi gọi là con nữ hoàng méo thì cũng được. Nhưng mà nó sẽ không gọi là OP hay là lượng máu như con trâu ở bên bản PC đâu. 50 mấy nghìn. Ở đây mình thấy là bắn nó khoảng tầm chục nghìn máu này nó chết rồi. Phải cực cứt tại AK Legend chứ. Với cả là VIP ở đây thì anh em hoàn toàn là free nhá. Anh em cứ kiểu chơi đều đặn đi. Điểm danh đều đặn mỗi ngày. Ê, nhìn đây. To bé trưởng ạ. Ơi không kịp rồi. Thôi rồi, trận mới luôn này. Ui con này nhìn cao nhô. Nhìn nó ngầu vãi. Phải nói là cái đồ họa ở đây mình có phải nói kiểu như là nó còn vượt trội hơn nhỉ. Mình thấy em có cảm giác nó có đẹp hơn bản máy tính không. 10, 9, 8, 7, 6, 5, hey, đứng lại chị ơi. 4, alo. 3, 2, thì ra mà anh em kiểu 1. Mình nghĩ là nạp ở đây thì khi mà đã chơi free mà nó còn nhiều súng ngon như thế này. Anh em mà nạp, mình nghĩ là nạp cũng không cần phải nhiều tiền đâu. Số tiền vừa phải thôi là anh em trải nghiệm game tiệt ga rồi. Ôi đây, có thằng AK đây luôn đấy. Cận chiến, cận chiến, cận chiến. Hôm nay mình sẽ cố gắng cận chiến thật nhiều nữa. Với các bạn là săn nó hơi khó một chút. Vì là chúng ta không thể chặn zone nó khó ấy. Nó không như bản máy tính anh em bị bắn cái này chặn zone được. Còn cái này nó cứ nhảy, nó cứ nhảy như chó điên ấy. Nên là khó. Nhưng mà thôi, vì anh em mình sẽ gọi là công hiến. Ủa ôi. Thôi. Đậu mé. Rồi lại mất huyết thanh. Vừa mua được cái huyết thanh cái. Dùng còn chưa, mày ấm người. Mày. Ôi hơi lag hơn ping hơn trăm. Mẹ. Mình khuyên anh em là nếu mà có chơi hay là quay clip thì nên chơi ban ngày thôi. Buổi đêm mẹ ra tung phở được. Ôi, thế này là khá rồi, ít ra còn chơi được. Không đến nỗi là giật tít mù khơi lên. Không đến nỗi. Các bạn này vẫn cố được em. Lên đây nhanh của mỗi mình thôi các em ơi. 1v5. Lên. Ui, không có thằng nào, mình cứ cảm giác. Đây này, cái con này này. Giờ sao mà giết nó được. Alo. Ôi, chạy đâu anh ơi. Mình mất huyết thanh đi chứ. Không là mình chơi nó ngay. Thôi chết luôn rồi. Chạy đây các bạn. Cắm đồ cắm cổ mà chạy. Thôi chị ơi, chị nhảy thôi, em biết chị nhảy. Ba lê giỏi rồi, nhìn ơi kể ra cái váy của nó nhỉ. Cái cánh của nó. Em để ra cái cánh của nó có thể vẫy này nhưng mà không bay được á. Bay em thật, cái vừa tôi nặng đít. Ôi. No. Ui, hai thằng hai bên. Mình cố vào thì mình tránh con chú quỷ rồi mà. Thấy vỏ dừa gặp vỏ dừa. Hai quả vếu đập vào mặt kia để sống ra được. Cho em nhớ like nha. Còn nhiều chế độ nữa thì hôm nay mình có làm clip review đó. Clip download và tải game thì anh em còn thắc mắc gì cứ vào group mình. Linh nhậu và những người bạn nha. Có vẻ như hôm nay mới anh em mới biết rồi. Là thấy gia nhập đông vãi. Nơi để chia sẻ kinh nghiệm chứ không để chia nhậu đâu nha. Rồi. Mình tưởng nó lên đây rồi chứ. Nào, mày nghĩ tao sợ mày. May cho mày. Toàn đồ free, thích thật. Kể ra mà điểm danh được hết một tháng là mình sẽ có quả shotgun FIP. Cận chiến đây free. Quả súng lợn này mình cố cầm đi. Cơ bản là bắn nó cũng ngon nhưng mà làm sao ăn thua bằng shotgun FIP được. Súng này đi bắn là chính thôi. Mình xin. Mình lại có cận chiến. Em nhớ like nhá. À đây rồi. Đầu đất. Đây này đầu đất rồi. Alo. Ui giời ơi, mình là đi đâu không đi. Đi ngay vào cái đàn lợn. Đàn lợn này khó chịu nha. Em có thể chặn được một đống giòm ấy. Với cả là nó còn làm chậm nhá. Cố nặng phết. Khít. Thích vậy. Cái kiểu mắc nhìn cũng đẹp phết nhỉ.
các bạn là nó đầu tư hơn, mình phải nói là bản Mobi nó còn đầu tư hơn ở bên bản máy tính. Rồi do đuối hết rồi, mình có huyết thanh anh em ạ, chúng ta còn liều được. Chú quỷ đâu ấy nhỉ? Mình vẫn đang ao ước một ngày là chúng ta sẽ được sờ tận tay và dây tận dán con đuối đầu chú quỷ nữ hoàng kia. Hét vãi cả trường ra, nó khỏe, nó cậy, nó khỏe không? Nó ra vả ra mẹ, mình không trượt cái nào luôn. Ta sẽ trả thù, mày nhớ đấy. Cảm ơn anh em đã theo dõi, em đừng quên like và đăng ký kênh của mình nha.